Trong sự kiện được tổ chức tại trụ sở chính ở Đức, hãng Honda không chỉ giới thiệu cr v thế hệ mới mà còn vén màn cả mẫu ô tô điện E-Ni-1 dành cho thị trường châu Âu. Honda E-Ni-1 2023 trên thực tế chính là mẫu xe điện có tên E-NS1 và E-NP1 đã bán tại thị trường Trung Quốc từ năm ngoái. Tương tự E-NS1 và E-NP1 ở Trung Quốc, Honda E-Ni-1 2023 dành cho châu Âu cũng sở hữu ngoại hình khá giống với mẫu SUV cỡ BHZV. Tuy nhiên, hãng Honda không muốn gọi mẫu xe này là phiên bản thuần điện của HRV. Honda khẳng định E-Ni-1 được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ E-N Architecture F hoàn toàn mới, dành riêng cho ô tô điện của hãng. Nói cách khác, Honda E-Ni-1 2023 không dùng chung cơ sở gầm bệ với HRV. E-N Architecture F được phát triển tập trung vào độ cứng xoắn và trọng tâm thấp nhằm giảm hệ số lực cản không khí hãng Honda cho biết, 47% thân vỏ của mẫu ô tô điện này được làm từ thép cường độ cao. Khác với Honda HR-V chạy bằng động cơ đốt trong, e, ni một không có lưới tản nhiệt trên đầu xe. Thay vào đó, hãng Honda đặt cổng sạc của xe vào đây, ngay bên dưới logo của hãng Honda. Ngoài ra, Honda e, ni 1 2023 còn được trang bị đèn pha mượt mà, tích hợp giải đèn LED định vị ban ngày, hốc gió, trung tâm hình thang khá rộng và đèn sương mù nằm ngang trên cản trước. Tiếp đến là bộ vành hợp kim đa chấu với đường kính 18 in và tay nắm cửa sau nằm, trên cột C, tương tự Honda HRV. Đằng sau xe, Honda E, Ni 1 2023 sở hữu cụm đèn hậu LED nằm bắt ngang đuôi xe giống HRV mới. Trên cửa cốp, logo chữ H truyền thống của hãng đã được thay bằng tem chữ nổi Honda. Nếu như ngoại thất của mẫu ô tô điện này khá giống với Honda HRV, thì nội thất lại sang, xịn, mịn hơn hẳn. Bước vào bên trong mẫu xe điện này người lái sẽ bắt gặp bảng đồng hồ kỹ thuật số, với màn hình LCD 10.25 in và màn hình trung tâm nằm dọc có kích thước lên, đến 15 in phục vụ hệ thống thông tin giải trí Honda Connect 3.0. Với màn hình này, hãng Honda đã loại bỏ phần lớn các nút bấm cơ học bên trong xe. Chưa dừng ở đó, mẫu xe điện này còn có ghế bọc da, sạc điện thoại không dây, cổng USB Type-C, ổ điện 12V, các nút bấm chọn số, điều hòa tự động, cửa gió dành cho hàng ghế sau, đèn viền trên mặt táp lô tapi cửa và cửa sổ trời. Hàng ghế thứ hai của mẫu xe này khá rộng rãi, và có thể gập xuống để tăng thể tích khoang hành lý. Nguồn cung cấp sức mạnh cho Honda e ni 1 2023 là mô tơ điện có công suất tối đa 201 mã lực và mô men xoắn cực đại 310 Nm. Mô tơ điện đi kèm cụm pin có dung lượng 68 kW, mang đến quãng đường di chuyển 412 km sau khi sạc đầy pin. Thời gian tăng dung lượng pin từ 10 đến 80% bằng bộ sạc nhanh là khoảng 45 phút. Theo kế hoạch, Honda e Ni1 2023 sẽ chính thức được bán tại thị trường châu Âu vào cuối năm nay như đối thủ của Peugeot e2008 và Hyundai Kona Electric. Hiện giá bán của xe chưa được hé lộ. Tuy nhiên, theo giới báo chí, mẫu xe này sẽ có giá khoảng 876 triệu.